Hello, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn khán giả thân mến. Phân tích nhận định trực tiếp trận đấu giữa hai câu lạc bộ của Việt Nam trong khuôn khổ vòng tứ kết cúp câu lạc bộ bóng chuyền nữ châu Á đang diễn ra tại Thái Lan giữa hai câu lạc bộ Aerobank Ninh Bình với câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai và mình là Long Thể Thao. Ngày hôm nay mình xin phân tích nhận định chi tiết trận đấu này như sau. Giải bóng chuyền nữ cúp câu lạc bộ châu Á 2024 cũng đã kết thúc ở vòng đấu vòng bảng với kết quả không có nhiều bất ngờ. Khi ở bảng A, câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang chỉ xếp hạng 3 khi họ thắng một trận trước câu lạc bộ Khai Tinh đến từ Hồng Kông và thua hai trận trước câu lạc bộ Khai Nít đến từ Kazakhstan cũng như chủ nhà Nakhon. Và ở bảng B, Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các câu lạc bộ Aerobank Ninh Bình đã xếp hạng nhì khi đã có hai chiến thắng trước các câu lạc bộ Moskai đến từ Philippines và câu lạc bộ Saipa đến từ Iran và đã để thua trước một đội bóng đến từ Nhật Bản, đó chính là câu lạc bộ New Rocket. Và theo như thể lệ của giải năm nay khác với năm ngoái, khi mà mùa giải năm ngoái chỉ lấy 4 đội vào bán kết, thì giải năm nay các đội đã được chia cặp đấu chéo vòng tứ kết. Do đó, đội xếp hạng 3 của bảng A là câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ có cuộc chạm trán với đội bóng đến từ Việt Nam khác, đó chính là câu lạc bộ Aerobank Ninh Bình ở trận tứ kết 2 diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 26 tháng 9. Và chúng ta cũng còn nhớ rằng ở chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm ngoái, thì Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội đã đánh bại câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang 3-1. Nhưng hai đội thi đấu giằng co đeo bám điểm số quyết liệt. Ở trận tái đấu lần này, câu lạc bộ Aerobank Ninh Bình vẫn giữ nguyên được lực lượng nòng cốt với dàn tuyển thủ như là Bích Tuyền, Nguyễn Thị Trinh, Lê Thanh Thúy, Đinh Thị Thúy cùng với người ngoại binh Thái Lan là Waisa. Trong khi đó, câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang có sự bổ sung đáng chú ý là vị trí ngoại binh khi Elena thay thế cho Polina. Câu lạc bộ này cũng ưu thế hơn Aerobank Ninh Bình khi họ có thêm ngoại binh khác là Tai Chat đến từ Thái Lan, bên cạnh một dàn nội binh chất lượng như là Trần Tú Linh, Bích Thủy. Vì thế, trận đấu này hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu nảy lửa và không khoan nhượng. Ngoại binh Elena sẽ chỉ sử dụng từ lượt trận cuối vòng bảng nên thể lực rất là sung mãn, dự báo sẽ gây rất nhiều khó khăn cho câu lạc bộ Aerobank Ninh Bình. Vì thế thì Nguyễn Thị Bích Tuyền cùng các đồng đội phải chiến đấu với tinh thần quyết tâm vô cùng cao. Trong đó, Bích Tuyền vẫn đang được kỳ vọng là đầu tàu giữ vững phong độ và làm cây ghi điểm cho câu lạc bộ Aerobank Ninh Bình. Đối với trận đấu này thì rõ ràng hai đội thi đấu rất là nhiệt huyết và khoan nhượng, nhưng mình vẫn đánh giá câu lạc bộ Aerobank Ninh Bình sẽ có cái chiều sâu đội hình cao hơn và tỷ lệ chiến thắng dành cho Aerobank Ninh Bình là cao hơn. Cho nên Long Thể Thao cũng đưa ra dự đoán câu lạc bộ Aerobank Ninh Bình sẽ có chiến thắng 3-1 trước câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang. Và nếu điều đó được xảy ra thì rất nhiều khả năng cao trong trận bán kết Aerobank Ninh Bình sẽ gặp lại chủ nhà Nakhon đến từ Thái Lan. Và đó cũng là những cái nhận định phân tích của mình về trận đấu này. Rất kính mong toàn thể quý vị và các bạn hãy luôn luôn chú ý, quan tâm và theo dõi các đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nha.